Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Quý vị vẫn đang theo làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 khi mà quý vị đang lái xe ở ba vùng đó là DC, Maryland, Virginia và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube nvradio livestream ngày hôm nay ngày thứ hai ngày 27 tháng 5 2019. Trước khi mà mời quý vị bước vào những bản tin mới nhất những sự kiện trong ngày lễ chiến sĩ trận vong ngày lễ Memorial Holiday với lại luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết như thường lệ. Sáng ngày hôm nay thì bầu trời tại thủ đô Washington đã có những cái ánh nắng của buổi sớm mai trong sáng, xen lẫn với những cái áng mây rất là nhẹ nhàng và nhiệt độ hiện tại thưa quý vị đã lên tới 80 độ. Và trong ngày hôm nay, ngày thứ hai, vì có gió Tây Bắc thổi khá mạnh, thành thử vào buổi trưa thì những cái ánh nắng này sẽ trở thành nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cũng là 81 độ, buổi tối 78 độ. Dự đoán thời tiết cho những ngày còn lại trong tuần thì Lê Ngọc đều thấy đều là những ngày nhiều mây, những cái ánh nắng thì rất là nhẹ nhàng. Và nhiệt độ hầu như cho những ngày còn lại trong tuần đều trên 80 độ, từ 80 cho tới 80 độ từ ngày mai thứ ba cho tới những ngày cuối tuần. Vào buổi tối thì đều ở khoảng 77 cho tới 78 độ, thưa quý vị. Và sau phần tin thời tiết tại thủ đô Washington trong ngày lễ Memorial Day, Lê Ngọc xin mời quý vị bước qua phần tin về giao thông. Thưa quý vị, vì ngày hôm nay là ngày lễ chiến sĩ trận vong, thành thử cái lưu lượng giao thông hiện nay mà Lê Ngọc đang thấy rất là nhẹ nhàng, nhưng mà quý vị vẫn có những trở ngại. Trước tiên, Lê Ngọc vừa mới nhìn qua Capitol Beltway vòng đai phía trong, thì trở ngại vẫn tiếp tục vì vấn đề sửa đường, thành thử cái exit ở hướng đông của Central Avenue của Maryland 214 vẫn tiếp tục còn bị đóng trong ngày lễ hôm nay. Và trở ngại đầu tiên mà Lê Ngọc thấy đó là ở bên DC, thưa quý vị, ở I-295 ở hướng nam, khi mà bắt đầu quý vị tách qua bên Suitland Parkway thì cảnh sát đã có mặt tại một tai nạn, và tai nạn này khá nghiêm trọng, cái dòng xe không di chuyển được. Và tiếp tục thì thưa quý vị, vẫn ở hướng nam của I-295 ngay với lại khúc đường Malcolm X khi phía bên tay phải đã bị đóng lại vì một chiếc xe đã bị cháy trong sáng ngày hôm nay. Và những con đường mà sẽ bị đóng này thưa quý vị để có những cái parade cho ngày lễ chiến sĩ trận vong thì Lê Ngọc đang thấy sáng ngày hôm nay những con đường như là đường số 7 của Southwest ở hai bên đường của Independence Avenue và đường Constitution Avenue, những con đường này đều bị đóng vì sẽ có parade cho ngày lễ Memorial Day. Rồi Suitland Parkway thì bị trở ngại chỉ vì vấn đề sửa đường mà thôi. Đó là những trở ngại mà bên DC mà Lê Ngọc vừa mới thấy gửi đến cho quý vị. Bên Maryland thì sáng ngày hôm nay một tai nạn đã xảy ra ở hướng tây của US 50 khi mà quý vị lái xe gần tới 301 của bên Maryland và đường Davidson View của Maryland 424. Quý vị chỉ có những cái làn phía bên tay phải để mà quý vị đi qua được mà thôi. Và tiếp tục bên Maryland thì ở I-270 hướng nam, khi mà quý vị lái xe gần tới đường Urbana, quý vị cẩn thận, một tai nạn cũng vừa mới được báo cáo chỉ cách đây có vài phút mà thôi. Bên Maryland, mặc dù sáng ngày hôm nay là ngày lễ Memorial Day nhưng mà quá nhiều tai nạn. Tiếp tục ở đường Landover hướng nam của Maryland 202, ngay với lại khúc đường Lockford, quý vị cẩn thận, cũng có một tai nạn xảy ra. Rồi Maryland 214, tức là Central Avenue hướng tây, khi mà quý vị lái xe gần tới đường Garrett Morgan Boulevard với lại đường Ritchie, cũng có một tai nạn xảy ra. Và một tai nạn khác rất là nghiêm trọng đang xảy ra ở đường I-70 hướng tây, sau khi mà quý vị qua đường New Market phía bên tay phải đã bị đóng lại vì tai nạn này. Riêng ở Defense Highway của Maryland 450 giữa đường Hunwood Drive và đường St. Stephen Church thì những con đường này lại bị đóng vì khúc đường này đang bị lục lội trong sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Baltimore Washington Parkway hướng bắc giữa Maryland 175 với lại đường Arundel Mills Boulevard, những cái lane phía bên tay phải cũng đã bị đóng lại vì cần phải sửa đường, có quá nhiều những lỗ hổng ở trên khúc đường này.
Và thưa quý vị, I-895 Harbour Tunnel Thruway, sáng ngày hôm nay quý vị chỉ có một làn để mà quý vị đi qua được thôi, chính vì vấn đề sửa đường. Nhìn qua bên tiểu bang Virginia, hiện nay thì vì vấn đề ống nước đã bị bể ở ngay đường Holmes Run Parkway, ở giữa đường Ripley Street hướng Bắc và Vendor Street cũng hướng Bắc, thưa quý vị, khúc đường này đã bị đóng lại vì ống nước đã bị bể, đã gây sự khó khăn cho quý vị di chuyển ở tại vùng này. Sửa đường ở Virginia sáng ngày hôm nay ở đường George Washington Parkway hướng Bắc, sau khi mà quý vị qua đường Turkey Run Park và đường Warney Road giữa đường Cabo Mills và Virginia 28, những con đường Lệ Ngọc vừa mới thưa với quý vị cũng bị đóng trong sáng ngày hôm nay vì vấn đề sửa đường mà thôi. Một ngày lễ Memorial Day thật là hạnh phúc, thật là bình an, vui với tất cả những người thân thương của quý khán giả NVR trong ngày hôm nay. Và như vậy thì Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào những bản tin mới nhất trong ngày lễ chiến sĩ trận vong. Trước khi mà gửi đến cho quý vị những gì đã xảy ra trong những ngày cuối tuần, thưa quý vị, thì khi mà nói đến ngày lễ Memorial Day, Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị ý nghĩa lịch sử của ngày lễ này. Thì hàng năm cứ vào ngày thứ hai của tuần lễ cuối cùng của tháng 5, đó là ngày lễ tưởng niệm các chiến sĩ trận vong mà người dân Mỹ gọi là Memorial Day. Theo sử liệu Lê Ngọc ghi nhận để gửi đến cho quý vị thính giả, thì ngày lễ Memorial Day chính thức được công bố vào ngày 5 tháng 5 năm 1868 bởi một vị tướng, đó là vị tướng John Logan, người đứng đầu tổ chức có tên là Đại quân của nền Cộng hòa, tức là Grand Army of the Republic. Đây là một hội ái hữu của các cựu chiến binh thuộc quân đội của miền Bắc trong cuộc nội chiến của nước Mỹ. Vào ngày này hàng năm thì quý vị đều thấy là có rất nhiều những bó hoa tươi được dân chúng Mỹ đặt trên các ngôi mộ của các chiến sĩ quân đội liên bang thống nhất tại ngay nghĩa trang quốc gia Arlington. Tiểu bang đầu tiên mà chính thức thừa nhận ngày lễ chiến sĩ trận vong Memorial Day và ngày lễ nghỉ là tiểu bang New York vào năm 1873. Cho đến năm 1890 thì được thừa nhận ở hầu hết các tiểu bang miền Bắc Hoa Kỳ. Trong các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ vẫn có ngày lễ Memorial Day riêng để mà tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc nội chiến giữa Bắc và Nam vì vấn đề nô lệ chủng tộc. Và mãi cho đến sau Thế chiến thứ nhất mới có sự thống nhất về ý nghĩa kỷ niệm ngày lễ Memorial Day là ngày tưởng niệm tất cả các chiến binh Hoa Kỳ đã chiến đấu và hy sinh trong bất kỳ một cuộc chiến tranh nào. Nhưng còn ngày lễ thống nhất trên toàn quốc của Hoa Kỳ như ngày hôm nay phải đợi cho đến năm 1971, sau khi Quốc hội của Hoa Kỳ thông qua một đạo luật, đó chính là đạo luật National Holiday Act, đã chọn ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5 hàng năm, đó là ngày lễ Memorial Day cho cả nước Mỹ. Mặc dù rất nhiều tiểu bang của miền Nam cho đến nay vẫn còn giữ một ngày lễ Memorial Day riêng của họ để vinh danh những người đã chết trong cuộc nội chiến Bắc Nam. Tỷ lệ mà Lê Ngọc thấy, ví dụ như là tiểu bang Texas, ngày lễ tưởng niệm riêng là ngày 19 tháng Giêng. Alabama, Florida, Georgia và Mississippi là ngày 26 tháng 4 hàng năm. Ngoài cái ý nghĩa lịch sử mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị, thì ngày lễ Memorial Day chiến sĩ trận vong còn mang một ý nghĩa thời đại đối với nhân dân Hoa Kỳ nói chung, người Mỹ gốc Việt nói riêng. Memorial năm nay đang được kỷ niệm trong cái bối cảnh mà Hoa Kỳ còn có một cái sự tranh cãi giữa lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa mà mọi người chúng ta đều theo dõi hàng ngày mà NDR đã cập nhật đến cho quý vị, và đặc biệt là còn phải theo đuổi những cuộc chiến tranh bên ngoài đất nước. Riêng nếu mà lễ tưởng niệm của các vị chiến sĩ trận vong trong năm nay, ngoài sự tưởng nhớ và sự bày tỏ lòng biết ơn đối với các quân nhân đã hy sinh trong cái dòng lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, thì người dân Hoa Kỳ còn tưởng nhớ đặc biệt với một cái tâm tình đặc biệt do các chiến sĩ Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục hy sinh cho những cuộc chiến tranh bên ngoài đất nước. Riêng với người Việt của chúng ta, hiện tại, dù đã có quốc tịch hay là chưa có quốc tịch Hoa Kỳ đi nữa, thì chúng ta cũng đã, đang và sẽ tiếp tục
được hưởng những quyền lợi vật chất cũng như những tinh thần bên cạnh những trách vụ mà chính chúng ta phải đóng góp tài năng, công của và cả xương máu cho sự an nguy, sự hưng thịnh của đất nước mà chúng ta đang ở hiện nay. Cụ thể, mà một cái điều mà Lệ Ngọc và quý vị đã thấy là trong quân đội của Hoa Kỳ đã có mặt những quân nhân người Mỹ gốc Việt, và trong những cuộc chiến tranh bên ngoài đất nước của Hoa Kỳ đã có rất đông người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ những trẻ em và hoặc là cả thế hệ của những người lớn tuổi cũng đã chiến đấu và hy sinh cho đất nước Hoa Kỳ, mặc dù muốn hay không thì cũng đã là quê hương thứ hai sau quê mẹ Việt Nam và cũng là tổ quốc thứ hai sau tổ quốc Việt Nam của người Mỹ gốc Việt. Do đó, thưa quý vị, trong ngày lễ chiến sĩ trận vong năm nay, Lệ Ngọc và đài NPR xin kính chúc tất cả quý vị thính giả một ngày thật là bình an và một ngày thật là vui. Và nếu mà quý vị thính giả nào mà ở vùng DC thì quý vị có thể đến bức tường đá hoa cương đen của đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam ở ngay tại thủ đô Washington. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì quý vị sẽ thấy rất nhiều những thành viên trong nhóm Rolling Thunder sẽ đến tại thủ đô Washington để mà tưởng niệm ngày lễ chiến sĩ trận vong. Sau cái sau ý nghĩa lịch sử và thời đại của ngày lễ Memorial Day mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị, thì Lê Ngọc xin mời quý vị bước qua những gì đang xảy ra tại nước Mỹ trước khi mà Lê Ngọc mời quý vị đến với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên để chúng ta cùng nhau phân tích, tìm hiểu những sự kiện đang xảy ra tại nước Mỹ và đặc biệt là trong những ngày cuối tuần vừa mới qua đây. Thì thưa quý vị, cái sự kiện mà nói đến trong những ngày cuối tuần nổi bật nhất mà Lê Ngọc gửi đến chào quý vị, thì ngay từ Tokyo, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã có mặt tại Tokyo, thì ông đã gửi tweet đã kích một phán quyết, mà phán quyết này đó chính là chặn xây bức tường biên giới của Tổng thống Donald Trump. Từ Tokyo, Nhật Bản thì vào lúc 4 giờ 35 phút sáng giờ địa phương của ngày Chủ nhật mới đây, thưa quý vị, 26 tháng 5 ở Tokyo, Tổng thống Donald Trump ông đã tweet gửi ra một cái Twitter đã kích phán quyết của một thẩm phán liên bang, theo đó ngăn việc tài trợ xây bức tường của ông, và ông gọi phán quyết này là có lợi cho tội phạm, có lợi cho ma túy và buôn người. Đây là bản tin của tờ Politico. Thì Tổng thống Donald Trump đã viết rằng một thẩm phán khác do ông Obama bổ nhiệm mới đưa ra phán quyết chống lại chúng ta về việc xây một đoạn của bức tường phía Nam vốn đã được khởi sự. Đây là phán quyết chống lại an ninh biên giới và có lợi cho tội phạm, ma túy và buôn người. Chúng ta đang đòi phải nhanh chóng, phải có kháng án. Thì câu chuyện này xảy ra vì hôm thứ Sáu tuần vừa mới qua đây, phán quyết của thẩm phán liên bang đó là Haywood Gilliam ở tiểu bang California đã ngưng việc chuyển 1 tỷ Mỹ Kim từ tiền dùng để bài trừ ma túy trong quân đội Mỹ sang cho việc xây và tu bổ bức tường ở Texas và Arizona. Tổng thống Donald Trump ngay lập tức đã gửi những tweet ra khi mà ông đang trong chuyến công du kéo dài 4 ngày ở Nhật để có những cuộc thảo luận về vấn đề mậu dịch Bắc Hàn và cũng để gặp tân hoàng đế Nhật, đó là ông Naruhito. Ngày hôm thứ Bảy thì chiếc phi cơ Air Force One chở Tổng thống Donald Trump đã đáp xuống phi trường quốc tế, đó là phi trường Haneda International Airport ở ngay tại Tokyo. Sau đó thì Tổng thống Trump đã đến gặp những doanh gia người Nhật, nơi mà Tổng thống đã nói về mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa hai quốc gia và tương lai mậu dịch giữa Mỹ và Nhật Bản. Cuộc thương thảo mậu dịch giữa hai quốc gia đó là một cái yếu tố quan trọng trong một cái mối quan hệ giữa hai nước Mỹ và Nhật. Sau đó khi mà Tổng thống Donald Trump, chúng ta đã biết là ông đã quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là Trans-Pacific Partnership TPP, lúc mà ngay những ngày đầu khi mà ông mới lên cầm quyền. Thì hồi tuần qua, Tổng thống Donald Trump ông cũng loan báo việc tạm hoãn tăng thuế quan xe hơi trong 6 tháng trong lúc mà có những cuộc thương thuyết với lại châu Âu và nước Nhật. Và trong ngày Chủ nhật thì Tổng thống Donald Trump ông đã gặp và ông đã đi đánh golf với Thủ tướng Shinzo Abe
rồi đến dự cuộc đấu vật vô địch sumo. Sau đó vào buổi tối thì Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã dùng bữa tối với lại Thủ tướng Shinzo Abe cùng với đệ nhất phu nhân của ông Abe, đó là bà Aki. Sang ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị, ông sẽ gặp Nhật Hoàng Naruhito. Tổng thống Donald Trump, ông chính là vị nguyên thủ ngoại quốc đầu tiên diện kiến Nhật Hoàng kể từ khi mà Nhật Hoàng Naruhito lên ngôi. Thưa quý vị, Lệ Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của đài NVR. Và sau đó, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên cùng với Lệ Ngọc sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin trong ngày hôm nay. Công ty IMG International Medical Group phục vụ cho quý vị trong một cái chương trình bảo hiểm về sức khỏe. Khi mà nếu mà quý vị hay những người thân trong gia đình của quý vị đi du lịch ngoài nước Mỹ, đến tất cả những nước ngoài nước Mỹ, hoặc là quý vị có những thân nhân từ những nước ngoài mà vào nước Mỹ trong một cái thời gian ngắn mà quý vị muốn mua bảo hiểm cho cha mẹ, cho con cháu của mình trong cái thời gian ở tại nước Mỹ, hoặc là khi mà quý vị đi ra nước ngoài, quý vị hãy gọi ngay cho Lê Ngọc để Lê Ngọc có thể gửi đến cho quý vị cái giá nó như thế nào và trong cái thời gian quý vị đi bao lâu với lại công ty IMG. Quý vị có thể gọi cho Lê Ngọc ở số điện thoại 703-473-9326. Chương trình West by Night 129 với chủ đề Dynasty được tổ chức và trực tiếp thu hình tại Đại hí viện Planet Hollywood vào ngày 29 và 30 tháng 6, được dẫn dắt bởi MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ngoài những ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga được yêu mến, còn có thêm sự góp mặt đặc biệt của những danh ca như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thái Hiền, Thái Thảo, Thanh Tuyền, v.v. Và lần đầu tiên xuất hiện trên West by Night, giọng hát quán quân Việt Nhí Hồ Văn Cường, giọng ca đã làm rung động hàng triệu con tim của người Việt khắp nơi. Chương trình West by Night lần này sẽ do ông Alan Carter, người đạo diễn lừng danh của chương trình The Voice, phụ trách. Hãy đến với West by Night 129 in Las Vegas lần này để nhìn thấy tận mắt sự huyền bí, để nghe những câu chuyện thâm cung bí sự sau bức màn nhung và để chứng kiến thời vàng son của một triều đại âm nhạc Việt Nam được hiện đại hóa trên sân khấu West by Night với chủ đề Dynasty. Xin liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811 hoặc thuyngashop.com. Professional Auto Body, nơi sửa xe được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân chủ và khách hàng, có trên 30 năm phục vụ đồng hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Hãy đến với Professional Auto Body để có sự định giá trước cho bảo hiểm xe của quý khách chính xác, nhanh chóng, miễn phí. Professional Auto Body chuyên môn làm đồng sơn sửa toàn bộ các xe bị đụng, kéo sườn xe, dầm vá đúng màu, xe mục, trang bị body shop lớn nhất nhì vùng Virginia DC và Maryland so với Hoa Kỳ, dàn kéo sườn xe vĩ đại, phòng sơn, phòng hấp đúng tiêu chuẩn quốc tế và có nhiều thợ body khéo tay và hàng chục năm kinh nghiệm. Professional do ông Minh phụ trách. Điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224. Giới thiệu đến cho quý vị UConn tinh mật nghệ. Và thưa quý vị, tinh mật nghệ về UConn đã được gặt hái và sản xuất ở ngay tại nước Nhật, ở hòn đảo Okinawa, chế tạo với 100% organic tinh mật nghệ và được chế biến với nước Kangen Water. Quý vị có thể dùng nghệ này như là một cái mask để tái tạo làn da hồng hào, ngăn ngừa mụn, không để lại sẹo và đánh trắng răng, phòng ngừa lão hóa, giảm nếp nhăn và phòng ngừa da đồi mồi, cũng như là vòng mắt đã bị thâm. Tinh mật nghệ được sáng chế cùng với 14 loại vitamin khác như là vitamin C, E, B1, B12 và tinh chất của olive oil. Tinh mật nghệ UConn cũng dùng để mà khi mà quý vị uống thường xuyên hàng ngày, có thể phòng ngừa ung thư, hỗ trợ đau và bị loét bao tử, hỗ trợ cho vấn đề suyễn và tăng đề kháng, hỗ trợ tim và cân bằng đường, sổ độc gan và ngừa táo bón, cũng như là cân bằng máu và giảm cholesterol, cân bằng đường và phòng ngừa bị béo phì. Quý vị có thể gọi cho Lệ Ngọc để mà biết được về nghệ UConn, cũng như quý vị
có được nghệ Ucon để mà uống hàng ngày cho những cái vấn đề mà chúng tôi vừa mới thưa đến với quý vị. Dịch vụ của Đài NVR ngoài bảo hiểm sức khỏe Medicare nhân thọ, Đài NVR còn phục vụ cho thính giả về bảo hiểm cho xe hơi, nhà cửa và các cơ sở thương mại, hướng dẫn tận tình kỹ càng và tìm kiếm cho quý vị những dịch vụ. Xin gọi ngay cho chúng tôi ở số điện thoại 703-473-9326, 703-473-9326. Don't accept the symptoms of aging. Regain your youth with the only transdermal OTC human growth hormone product available, SomaDerm Gel. Công ty New You Life, cuộc sống mới của chúng ta, giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm SomaDerm Gel. SomaDerm Gel is a low-dose transdermal form which has been formulated to slowly elevate HGH levels in the body. SomaDerm Gel là sản phẩm duy nhất chứa chất hormone tăng trưởng của con người qua da được đăng ký với FDA và có National Drug Code NDC. Dùng SomaDerm Gel từ 2 cho tới 4 tuần, quý vị sẽ cảm nhận tâm trạng tốt hơn, tái tạo trở lại hormone tăng trưởng, giúp chúng ta ngủ ngon, làm săn da, chắc cơ bắp lại, thúc đẩy tăng trưởng tóc, tóc sẽ không bị rụng, khớp xương không bị đau nhức, trở nên năng động hơn, tăng cường ham muốn tình dục, điều hòa năng lượng cơ thể và về lâu dài có thể làm chậm tiến trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ với một cuộc sống khỏe mạnh. Hãy vào website nvradio.co để có thể đặt mua SomaDerm Gel. Chúng tôi cần đại lý ở khắp mọi nơi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số điện thoại 703-473-9326. SomaDerm Gel với chất lượng cao, bảo đảm 100%. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý khán giả và chào Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa quý luật sư Duyên, trong ngày hôm nay cũng là ngày lễ chiến sĩ trận vong và Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị khán giả cái ý nghĩa của ngày lễ Memorial Day trong ngày hôm nay. Rất vui mừng được luật sư Duyên cũng như tất cả quý vị khán giả vẫn đến cho làn sóng của NVR để mà theo dõi những bản tin mới nhất của anh em của chúng tôi. Thì thưa quý luật sư Duyên, phải nói là hiện nay tất cả trên thế giới đều đổ dồn về kết quả sơ bộ bầu cử tại Nghị viện châu Âu. Thì dựa trên những kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Nghị viện châu Âu và đánh giá của rất nhiều quan sát viên chính trị ở châu Âu, thì cái kết quả sơ bộ vừa mới được công bố vào tối, rất là muộn, vào tối ngày hôm qua ngày 26 tháng 5 theo giờ địa phương tại châu Âu. Đó là cái thời điểm kết thúc cuộc bầu cử nghị viên châu Âu mà chúng ta gọi tắt là EP, khối đảng nhân dân châu Âu EPP và Liên minh chủ nghĩa xã hội và dân chủ SND vẫn là hai đảng mạnh nhất, trong khi mà đảng xanh và đảng cực hữu thì lại giành kết quả đột phá tại một số nước châu Âu. Thì với cái kết quả mới này, thưa với lại luật sư Duyên, đây là một cái kết quả của một cuộc bầu cử năm 2019. Lần đầu tiên trong 20 năm qua, hai nhóm đảng bảo thủ mà Lê Ngọc vừa mới giới thiệu đến cho quý vị, PPE, Đảng Nhân dân châu Âu, và SND, Đảng Dân chủ xã hội, không còn nắm đa số tại cuộc bầu cử này nữa. Tuy nhiên, đây vẫn là hai nhóm đảng chính trong cái nhiệm kỳ của năm nay, năm 2019 cho tới năm 2024. Trong khi mà chúng ta thấy được là hiện nay ở châu Âu có rất nhiều những câu hỏi rất là ngổn ngang về vấn đề Brexit, thì luật sư Duyên, theo cái nhìn của luật sư Duyên nghĩ là cái kết quả, cái dự báo mà cho thấy không mấy khả quan cho tương lai của khối EU này sẽ đi về đâu, thưa luật sư Duyên? Trước khi trả lời trực tiếp cái câu hỏi của Lê Ngọc đó, xin phép để mà chia sẻ với quý khán giả về cái Quốc hội Âu Châu nó như thế nào, tại vì khi mình hiểu rõ đó thì mình theo dõi tin thì nó cũng vui hơn. Trước hết đó là cho tới giờ phút này mình biết cái cộng đồng Âu Châu nó gồm 28 nước, thì thực sự ra đó, cái mỗi một quốc gia trong 28 nước mà hội viên đó
đều có quốc hội riêng, đều có cái đều có chính phủ riêng đó. Thực ra mỗi một cái quyết định, những cái power thực sự là nằm trên từng nước một. Chúng ta cứ mình cứ tưởng tượng như là Việt Miên Lào chẳng hạn đi, Việt Nam rồi Cao Miên rồi Lào là ba nước riêng. Mà nếu mà giả sử mà mình thành lập một cái liên bang Đông Dương chẳng hạn đó, thì nước Việt Nam vẫn có chủ quyền riêng, Campuchia cũng có chủ quyền riêng, Lào cũng có chủ quyền riêng, nhưng mà mình lập một cái quốc hội chung để mà mình hướng cái quyết định của mình, của ba quốc gia với nhau. Mà cái đó là tôi đưa một cái giả tưởng thôi, là đã có một cái thời là chính Hồ Chí Minh cũng muốn là thành lập một cái liên bang Đông Dương gồm có ba nước Việt Miên Lào đó, là với cái mục đích tương tự như vậy. Nói cho dễ hiểu thì bây giờ cái liên minh Đông Dương mà liên minh Âu Châu mà 28 nước họ đều có quốc hội riêng, họ có chính phủ riêng, nhưng mà khi mà thành lập lại bắt đầu mà kết hợp cái liên minh châu Âu đó, thì năm 1979 nó hình thành một cái quốc hội chung cho cả tất cả các cái nước hội viên. Thì tới bây giờ năm họ bầu cử, thì năm 2019 này xin lỗi có những cái âm thanh phía sau đó, ok, thì năm 2019 này họ lại bầu trở lại mà cho tất cả 28 nước hội viên đều tham gia hết đó. Thì mỗi một nước có một cái số ghế, thì nên mỗi một cái đảng có một cái số ghế. Mà thì những cái đảng mà tham gia đó thường thường bởi vì cái mục đích là cho toàn 28 nước, thành ra hội viên của họ cũng chằng chịt trong tất cả 28 nước đó. Thì bây giờ trở lại cái câu hỏi của Lệ Ngọc là với cái kết quả bầu cử của năm 2019 này đó, thì cái hướng đi của Liên minh châu Âu nó như thế nào? Chúng ta biết rằng là cái Liên minh châu Âu bây giờ đang bị cái hiện tượng đầu tiên mà nó làm rạn nứt cái Liên minh châu Âu đó, là cái việc mà năm 2016 nước Anh họ vốt, họ nói là bây giờ nước Anh không có muốn dính tới cái Liên minh châu Âu nữa, là phải tách ra khỏi Liên minh châu Âu. Và bên cạnh cái chuyện mà cái phong trào Brexit của Anh mà vươn lên đó, nó mới kèm theo là mỗi một quốc gia thành viên, nhất là những cái quốc gia mà mạnh đó, họ có cái khuynh hướng cũng giống như là họ muốn tách ra, có một cái không phải là cái nước đó muốn tách ra, nhưng mà trong mỗi một nước đó có một cái thành phần dân số họ nói rằng là nếu mà họ đứng chung với lại châu Âu thì họ mất cái chủ quyền của họ, và họ chỉ muốn tách ra để mà họ không có muốn dính dáng gì với châu Âu nữa. Thì cái thành phần đó cũng cái tương tự giống như là cái chủ nghĩa mà America First của Mỹ như vậy đó. Nói như thế để chúng ta cùng nhau chúng ta dễ hiểu. Thế thì trở lại là cái cuộc bầu cử lần này lẽ ra nước Anh không có tham gia, tại vì nước Anh đã họ riêng cái nước của họ đó, họ đã chọn là họ Brexit, có nghĩa là họ muốn tách ra khỏi cái cộng đồng châu Âu rồi. Mà từ năm 2016 là họ đã bầu cử như vậy. Và nếu mà giả sử cái cuộc mà thương thảo để mà đi tách ra khỏi Âu Châu mà nó xảy ra kịp đó, thì chắc có lẽ là họ không tham dự cái kỳ bầu cử lần này. Nhưng mà bởi vì cứ gia hạn, thành ra buộc bây giờ họ vẫn tiếp tục họ tham gia. Nhưng mà nói chung là toàn bộ 28 nước có tất cả là 751 cái ghế ở trên cái quốc hội của Âu Châu đó, quốc hội của 28 nước đó. Thì đây là cái lần mà đầu tiên mà người ta tham gia bầu cử nhiều như vậy. Là thường thường chúng ta biết mà, giống như ở Mỹ mình đó, có những cái cuộc bầu cử chỉ có 10%, 15% cái số người đi bầu mà thực sự đi bỏ phiếu thôi. Cái turnout đó, cái sự tham dự của người ta đó, nó thấp lắm. Nhưng mà đặc biệt lần này, cộng đồng Âu Châu, cái số mà turnout đó, cái số người mà là đủ tuổi đi bầu mà thực sự bước ra mà bỏ lá phiếu đó, là nó vượt quá con số 50%, nó 50 chấm mấy phần trăm đó. Thì đây là một cái con số turnout, một cái sự tham gia mà lớn nhất từ trước tới giờ. Nó cho thấy rằng là cái người dân ở Âu Châu bây giờ họ rất là cương quyết trong cái lá phiếu của họ. Cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là cái
nhìn qua 4-5 năm qua, chúng tôi mới vừa nói đó, cứ 5 năm họ bầu cử một lần, thì từ năm 2014 cho tới nay đó, cái vai trò của cái quốc hội châu Âu, cái quốc hội mà của cả 28 nước đó, mặc dù là mỗi một nước họ có cái chủ quyền riêng, nhưng mà cái ảnh hưởng của cái quốc hội châu Âu trên cái đường hướng của châu Âu mà Lê Ngọc mới vừa hỏi đó, cho thấy là cái ảnh hưởng của cái quốc hội này về mặt chính trị càng lúc nó càng mạnh. Trong vòng 5 năm qua, từ năm 2014 cho tới 2019 đó, đây là cái ảnh hưởng của cái quốc hội châu Âu nè. Tức là châu Âu đó, họ ra những cái luật chung cho liên bang châu Âu đó, chẳng hạn như là cái vấn đề hàng không, cái an toàn hàng không ở châu Âu đó, nghĩa là cái luật nó siết chặt kinh khủng hơn, tốt đẹp hơn. Rồi họ cái xài mà plastic đó, mình xài mấy cái chai plastic, mấy cái bình mà bình nhựa đó, và tất cả những cái dụng cụ bằng nhựa đó là giảm hẳn đi, là tại vì cái hướng của châu Âu là họ muốn làm tốt hơn cái môi trường, thì giảm cái xài plastic đi. Rồi xe hơi của châu Âu đó, những cái, nếu mà xe hơi mà bán qua châu Âu đó, thì cái vấn đề mà thải ra cái khí carbonic đó, để mà làm hại cái môi trường đó, thì cái mức độ emission của họ rất là khắt khe. Rồi chẳng hạn trong 28 nước đó, những cái công ty mà điện thoại hồi xưa cứ charge, là chẳng hạn tôi từ bên Pháp mà tôi đi qua Đức chơi đó, mà tôi gọi về nhà đó là tôi bị cái, nó gọi là cái roaming charge đó, đi xa là phải trả tiền đó. Thì quốc hội của Âu Châu dẹp ba cái vụ đó đi, tức là bây giờ mấy cái công ty điện thoại đó mà trong 28 nước người ta đi là không có cái vấn đề roaming charge. Rồi những cái data, những cái privacy của mình, chẳng hạn như mình xài điện thoại, mình xài thẻ tín dụng này nọ, thì hồi xưa cái data của mình họ đem họ bán, thì bây giờ có những công ty mà như là Google hay là Facebook này nọ đó mà vi phạm những cái luật đó thì họ bị phạt rất là nặng. Chính cái cộng đồng Âu Châu này là cái cộng đồng mà họ ngồi xuống họ thảo luận với nước Anh về cái vấn đề Brexit, là khi mà nước Anh muốn tách ra khỏi cộng đồng Âu Châu thì họ có những cái đòi hỏi như thế nào cho nó đúng luật và đừng có thiệt hại cho Âu Châu. Chính vì vậy mà Brexit nghĩa là gặp khó khăn, cũng chỉ vì cái quốc hội bây giờ họ rất là rõ ràng. Thì đó là cái kết quả của 5 năm vừa qua. Nhưng mà bây giờ năm 2019 thì cái kết quả như Lệ Ngọc nói đó, thì cho tới giờ phút này chưa có một cái rõ ràng, nghĩa là sau khi mà có kết quả rồi đó, thì về cái vấn đề mà cái sức mạnh về quyền lực ở trên cái quốc hội mà 751 ghế này đó, thì nó chưa có ngã ngũ về cái phe nào mà hẳn cả. Là tại vì sau cái kết quả sau cùng hôm qua đó, thì như Lê Ngọc nói là cái đảng mà EPP, cái đảng mà Nhân dân Âu Châu đó, thì năm 2014 họ có 217 ghế. Lần này họ mất rất là nhiều, họ chỉ còn có 179 ghế thôi. Rồi cái đảng mà nghiêng về cái khuynh hướng socialist đó, tức là do những cái các nước Bắc Âu như là Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan gì đó, thì cái đảng socialist đó, lần năm 2014 đó, họ có 187 ghế. Bữa nay họ xuống mất mấy chục ghế, họ chỉ còn 156 ghế thôi. Còn những cái đảng mà như là ở cái bên Ý với lại bên Pháp, đó là hai cái đảng mà họ chủ trương gần như là muốn tách ra đó. Những cái đảng mà họ, đó là quyền lợi của Ý là số 1, quyền lợi của Pháp là số 1, chứ không có muốn dính vô đó. Thì bây giờ họ tăng được một cái số ghế. Chẳng hạn cái đảng Ly của bên Ý mà năm 2014 họ chiếm được có 6% cái số phiếu thôi. Năm nay họ chiếm được 33%. Còn ở bên Pháp, cái bà Marine Le Pen đó, cũng chiếm được một cái số ghế lên tới cũng hình như là ba mấy phần trăm gì đó. Cho nên ngay bây giờ chúng ta đang chứng kiến là cái cộng đồng Âu Châu họ bắt đầu họ điều chỉnh trở lại. Nhưng mà có một cái điều cũng phấn khởi là
riêng cái vấn đề mà khí hậu với lại môi trường đó, thì những cái khuynh hướng, những cái đảng mà chủ trương là phải làm cho môi trường của Âu Châu nó tốt hơn, nó đẹp hơn đó, thì họ vẫn chiếm đa số, họ vẫn lấn được một cái số ghế. Cho nên cái khuynh hướng của châu Âu trong những cái năm sắp tới đó, mà dựa qua cái kết quả bầu cử, mình mới hiểu rằng mình hiểu rằng là dĩ nhiên là ở mỗi một nước họ vẫn có một cái chủ quyền riêng, họ vẫn có một cái quốc hội riêng, nhưng mà cái khuynh hướng đó có vẻ là họ sẽ thắt chặt cái biên giới của từng nước nhiều hơn một chút xíu. Và cùng với toàn bộ 28 nước đó, chắc có lẽ là cái khuynh hướng của họ là họ hướng về cái vấn đề mà thay đổi khí hậu. Họ cho cái thay đổi khí hậu đó là một cái đề tài rất là quan trọng, và làm sạch môi trường, năng lượng sạch, những cái năng lượng mặt trời, năng lượng gió trong tương lai. Đó là cái hướng đi của châu Âu. Thành ra anh em chúng tôi chỉ cố gắng đem lại cái kết quả bây giờ. Cho tới giờ phút này cái phân tích nó chưa có rõ nét, nó chưa có ngã ngũ đâu, nhưng mà đó là cái hướng đi của châu Âu trong tương lai. Trở lại với Lê Ngọc. Thưa với luật sư Duyên, bên cạnh cái cuộc bầu cử của Nghị viện châu Âu thì chúng ta phải nói đến một nhân vật, đó chính là bà đồng thép thứ hai của nước Anh, bà Theresa May, khi mà bà tuyên bố là bà sẽ từ chức chủ tịch của đảng bảo thủ vào ngày 7 tháng 6 sắp tới. Thì khi chúng ta nói đến bà Theresa May, chúng ta biết là sau gần, phải nói là gần 3 năm, bà gặp rất là nhiều khó khăn, vất vả, ngược xuôi, đối mặt với cái thỏa thuận của Brexit. Thì ước nguyện của bà Thủ tướng Theresa May đó là bà dẫn dắt nước Anh để mà rời khỏi Liên minh châu Âu EU. Bà đã phải bỏ dở cái ước nguyện này. Thưa quý vị, trở lại với lại cuộc bầu cử của Nghị viện châu Âu tại EP, thì Lê Ngọc muốn gửi đến cho quý vị nhắc đến một nhân vật, đó chính là người đàn bà thép thứ hai của nước Anh, bà Theresa May. Thì sau gần 3 năm vất vả ngược xuôi, đối mặt với quá nhiều những cái khó khăn về vấn đề Brexit, thì ước nguyện của bà Theresa May đó là dẫn dắt nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU đã phải dỡ bỏ khi mà chúng ta nghe bà tuyên bố là bà sẽ từ chức chủ tịch đảng bảo thủ vào ngày 7 tháng 6 sắp tới, mở đường cho một cuộc chạy đua vào ngôi vị lãnh đạo của đảng bảo thủ cầm quyền và cũng là chủ nhân của ngôi nhà, đó là ngôi nhà số 10 ở tại phố Downing. Thì quyết định của bà May dù đã được báo trước, nhưng mà cái lời quyết định mà bà từng bỏ đó, thưa quý vị, phần nào cũng gợi lên một cái sự cay đắng và ngay cả một sự bất lực bởi những nỗ lực mệt mỏi của bà Theresa May chỉ đổi lại bằng những cái lắc đầu bất hợp tác từ những đối thủ lẫn đồng minh. Như vậy thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào khi mà thấy cái tiến trình Brexit ngổn ngang của nước Anh phải đứng trước một cái khúc ngoặt mới với quá nhiều những sự việc mà chúng ta thấy là không biết cái tiến trình này thật sự nước Anh có rời khỏi khối EU hay không? Và người ta đã nhắc đến là tính cho đến ngày hôm qua, ngày 26 tháng 5, thì đã có 8 nghị sĩ bảo thủ tuyên bố sẽ tham gia tranh cử ngôi vị, đó là ngôi vị lãnh đạo đảng bảo thủ, và người đồng thời cũng sẽ làm thủ tướng của nước Anh. Thì chúng ta chưa biết là nhân vật nào thật sự sẽ thay thế bà May mà lại có thể đảo ngược được quyết định Brexit hay là tiến hành trưng cầu dân ý lần thứ hai. Tuy nhiên do đó những cái hình ảnh người ta thấy là có quá nhiều những sự việc tỏ ngỏ tiến trình Brexit nước Anh thật sự sẽ rời khỏi khối EU hay không, thưa luật sư Duyên. Thứ nhất là trong nhiều chương trình trước đó thì Lê Ngọc với chúng tôi, anh em chúng tôi có chia sẻ cái vấn đề Brexit nó ảnh hưởng như thế nào đối với nước Anh đó. Chúng ta nên nhớ là khi mà mình nói mình đứng vào cái cộng đồng Âu Châu đó, đa số dân chúng cứ nghĩ rằng là chỉ nước Anh là một nước giàu mà thành ra nước Anh phải trả tiền, chi tiền cho những cái nước mà nó yếu kém về kinh tế hơn. Và chính vì như vậy đó, cho nên những cái vấn đề mà làm ăn buôn bán gì, nước Anh cũng phải chịu đóng góp, cũng phải chịu thua thiệt hết trơn đó. Và bên cạnh nữa là cái vấn đề mà di dân đó, nó làm cho, mặc dù chúng ta phải nói rõ là như vậy nè, là di dân nó là nước Anh là một cái đảo quốc,
nước Anh cách liền cái lục địa châu Âu đó bằng cái biển mà. Thành ra cái việc mà gọi là di dân mà họ tràn lan qua lại ở châu Âu đó, nước Anh cũng bị nhưng mà cũng còn ít hơn là những nước khác như là Tây Ban Nha, Đức, với Pháp, với Ý vân vân, đó là người ta bị nặng nề hơn. Nhưng mà bây giờ người Anh là cái dân tộc bảo thủ mà họ nói là họ không muốn dính gì tới châu Âu, họ không muốn dính gì tới cái chuyện di dân đó. Thành ra khi mà họ vote Brexit là họ muốn tách rời ra. Nhưng mà cái cuộc đời nó có cái tốt và nó cũng có cái bất lợi, có cái lợi thì cũng có cái bất lợi. Mình ra riêng thì mình nghĩ là mình yên ổn, mình không có dính dáng gì tới những cái vấn đề nhức đầu của châu Âu hết á. Thì nhưng mà ngược lại, nếu mình ra riêng thì tất cả những cái vấn đề mà lợi khi mà mình làm ăn với châu Âu, nó gồm có một cái thị trường lớn hơn, rồi kinh tế nó dính, rồi tài chính, rồi tài chính nữa. Và ngay cả vấn đề di dân, chúng ta biết rằng là không có một quốc gia nào ở trên cái thế giới này mà phát triển mà đủ người để mà làm tất cả mọi việc hết. Cho nên nước Anh là cái nước mà họ là một cái nước kỹ nghệ, cái nền kinh tế của họ trong top 7 nước trên thế giới. Chứ thì chúng ta biết là nền kinh tế của Anh là nền kinh tế số 5 ở trên thế giới. Có nghĩa là họ có những cái phát minh, những cái hàng hóa mà nói gì thì nói, mà khi mình đã phát triển rồi thì mình cũng cần người, mà mình đâu có chơi cái kiểu mà gọi là tôi chỉ lựa toàn là những người mà tốt, những cái người tôi cần, những kỹ sư, những bác sĩ, rồi tôi không có chấp nhận những cái di dân khác được. Cho nên khi mà mình đã nói như vậy đó thì nó xảy ra cái vấn đề là giữa nội cái chuyện mà cái biên giới giữa Bắc với Nam Á Nhĩ Lan thôi đó. Tại vì chúng ta biết North Ireland đó là một nước trong cái liên bang của nước Anh, trong cái British Kingdom đó. Thành ra cái biên giới đó là cái biên giới mở. Mà bây giờ nếu mình tách ra thì bây giờ cái biên giới nó sẽ đóng lại. Mà cái đó nó là một cái vấn đề... Cái vấn đề gây gốc là tại vì đã người dân Á Nhĩ Lan đó họ nói là nếu mà nước Anh mà tách ra khỏi châu Âu đó thì chính họ, cái Bắc Á Nhĩ Lan họ là họ muốn, họ không có muốn dính tới nước Anh nữa, họ muốn họ trở thành một nước độc lập. Chúng ta biết là cái chuyện mà độc lập của Bắc Á Nhĩ Lan nó là một cái vết thương của nước Anh từ lâu rồi, đã có dạo trong cái thập niên mà 70-80 đó, tức là những cái cuộc chiến đấu mà đổ máu để mà giành độc lập của Bắc Á Nhĩ Lan nó cũng đã là một cái vấn đề của cái liên bang Anh rồi. Thành ra tôi sở dĩ mà tôi đưa lên như thế để chúng ta thấy cái chằng chịt của một cái việc mà nước Anh đi ra khỏi châu Âu, nó có những điểm lợi như thế nào, nó có những cái điểm hại như thế nào. Thành ra khi mà mình là thủ tướng như cái bà Theresa May mà Lê Ngọc mới vừa nói là 3 năm trời vất vả ngược xuôi đó, sở dĩ cái vất vả ngược xuôi đó là làm sao mà mình có được cái thỏa ước với châu Âu là mình tách ra khỏi để mình có thêm cái phần độc lập, nhưng mà mình cũng không muốn mất những cái quyền lợi mình đang có. Thì cho nên khi mà đưa ra một cái bản đề nghị cái thỏa ước của để mà tách ra khỏi châu Âu đó, thì bà Theresa May đã đạt được cái agreement với cái cộng đồng châu Âu rồi, mà đưa trình bày lại nước Anh á, thì bà bị tấn công, bà bị chỉ trích từ hai phía luôn. Cái phía mà nói rằng là muốn nước Anh ở lại đó, thì nói rằng là cái thỏa ước của bà đó nó quá, nghĩa là quá nó mình dùng cái chữ soft Brexit đó, là đi rời ra đó. Thì cái phía mà muốn đi ra khỏi họ nói là đi ra thì tách ra luôn đi. Cái phía mà muốn đi ra thì nói là cái thỏa ước của bà nó quá soft. Còn cái mà muốn nước Anh ở lại đó thì họ nói rằng là cái thỏa ước của bà đó nó làm cho nước Anh mất nhiều quyền lợi quá. Thành ra cái soft Brexit của bà Theresa May bị chỉ trích của cả hai phía. Cho nên qua hai ba lần bỏ phiếu, cái chương trình của bà, cái thỏa ước của bà không được Quốc hội Anh chấp thuận, thì bây giờ bà đành phải từ chức.
Bây giờ tôi giả sử một cái người khác mà đi lên đó, thì cái câu hỏi của Lệ Ngọc là liệu nước anh có tách ra khỏi nổi hay không? Chúng ta sẽ chờ xem. Bây giờ người nào đang đứng ở ngoài chỉ trích cũng dễ lắm. Nhưng mà tôi thí dụ ông Boris Johnson là cái ông mà tóc vàng vàng mà cái tóc mà dị mà lù xù đó. Ông đó mà ông lên ông nắm cái ông làm thủ tướng đó, chính ông cũng sẽ đương đầu exactly những cái gì đang xảy ra cho bà Theresa May. Là nếu mà mình nói là no deal, nếu mà cái mạnh nhất mà gọi là nước Anh tách ra khỏi châu Âu mà gọi là no deal, là không có thỏa ước gì đó, tụi tôi bây giờ tụi tôi là một nước riêng lẻ, một nước cô lập đó, thì cái đó là cái mà một số người Anh họ muốn đừng có dính dáng gì hết. Nhưng mà nếu mà đừng dính dáng gì hết có nghĩa là lôi theo cái sự suy tàn của kinh tế nước Anh. Còn ngược lại, nếu mà hỏi có một cái thỏa ước nào đó, thì bây giờ cái thỏa ước mà bà Theresa May đạt được đó, đã đưa ra 3 lần cho Quốc hội Anh cũng không đạt được cái đa số phiếu, thì tôi hỏi rằng là cái ông thánh nào, ông Boris Johnson hay là bất kỳ ông nào vào ngồi yêu cầu là Âu Châu phải nhượng bộ cho họ thêm điều này điều đó, mà nếu Âu Châu không nhượng bộ thì cũng là no deal thôi. Cái là mà no deal thì muốn rút ra thì cứ rút, mà cho tới trong cái lúc mà chúng ta đang thương lượng như thế này, chúng ta đã thấy chứng kiến cái cảnh là những cái tay mà gọi là tỷ phú giàu sụ của Anh đó, họ di chuyển tiền của họ từ những cái ngân hàng của Anh qua ngân hàng của Âu Châu, mình thấy liền tức khắc thôi à. Vậy thì cái hướng của nước Anh như thế nào trong tương lai, bây giờ nó vẫn còn bấp bênh, mình không biết. Cái tình hình của thế giới bây giờ nó xảy ra cái hướng nó rất là tương tự, cũng như bây giờ Mỹ cũng vậy nữa. Mình nói rằng là mình muốn America first, rồi mình thành ra hãy mà mình quyết định là mình không muốn không có muốn lắng nghe châu Âu, không có muốn lắng nghe Canada vậy đó. Mình đi tới đâu mình nói rằng là tôi muốn tariff là tôi muốn tăng thuế là tôi tăng thuế, tôi muốn làm cái gì là tôi tự làm. Nói cho đã rồi tới chừng va chạm thực tế đó, mọi sự nó cũng từ từ nó rơi vào cái trật tự cũ. Chúng ta đang thấy ở Mỹ của mình đó, là mình nói là phá vỡ cái NAFTA, rồi từ từ cái ráp lại, thành ra giữa Mỹ, Canada với Mexico cũng có những cái tương tự y như trở lại thôi. Thành ra Lệ Ngọc hỏi tôi là Brexit sẽ như thế nào? Tôi nói là bây giờ ngay cả chính nước Anh họ cũng không muốn, họ cũng không biết họ sẽ như thế nào nữa. Để mà mình nói như thế để mà mình hiểu rằng là không phải là mình cứ nghĩ mình là nền kinh tế mạnh, mình muốn gì mình muốn. Cái nguồn lợi mà nó chằng chịt ấy, nó làm cho rất là khó. Mới ngày hôm qua thôi, ngày Chủ nhật đó, trong một cái report từ cái chương trình của ông Farid Zakaria đó, mà ông nói lên một cái report của cái kinh tế thế giới, nói lại giữa Mỹ với Trung Quốc nè. Mỹ và Trung Quốc đang đấu đá nhau, thì tưởng là mình đập được Trung Quốc thì Mỹ sẽ được lợi, hoặc là Trung Quốc kháng cự với Mỹ thì Trung Quốc đã được lợi. Nhưng mà ngày hôm qua, cái bản kết quả mà trong một năm qua về những cái trong mấy tháng qua đó, những mấy cái từ lúc mà Mỹ với Trung Quốc mà đối đầu với nhau đó, thì cả Mỹ lẫn Trung Quốc không có nước nào được lợi hết, đều bị thiệt hại hết đó. Mà những cái chỉ số kinh tế cho thấy là những nước hưởng lợi nhờ cái cuộc đấu đá giữa Trung Quốc với Mỹ đó, thì cái nước hưởng lợi nhiều nhất là Mexico, rồi kế đó mới tới cộng đồng Âu Châu và mới tới Canada. Có nghĩa là mình đấu đá với nhau thì Trung Quốc họ bắt buộc họ phải tìm một cái ngõ khác để mà họ tuôn thị trường ra, hoặc là họ mướn để họ đặt hàng từ những nước khác đó. Thì mình thấy là Mexico, cộng đồng Âu Châu và Canada là những nước được hưởng lợi nhiều nhất. Cho một cái thí dụ như vậy để mà hiểu rằng là nước Anh mà rút ra khỏi châu Âu đó, thì rồi ra cái nhóm mà được hưởng lợi nhiều nhất là cộng đồng Âu Châu chứ không phải là nước Anh. Cho nên trước mắt các cái công ăn việc làm, những cái hãng xưởng mà sản xuất đó, họ tìm cách là họ mưu họ dời những cái headquarters của họ
rồi tiền bạc của mấy ông tỷ phú cũng dời qua mấy cái ngân hàng ở bên Âu Châu đó. Cho nên cái việc mà thương lượng ngồi xuống để mà có một cái thỏa ước giữa nước Anh và 27 nước còn lại để nước Anh tách ra đó là một điều cho tới giờ phút này không ai biết nó sẽ điều gì sẽ xảy ra. Và ngay cả giờ phút này, cái ông người nào mà làm thủ tướng kế tiếp, tôi không tin rằng là họ có một cái hướng đi rõ ràng cho nước Anh. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa quý vị, cho đến nay thì khối EU ngay sau khi mà bà Theresa May, bà lên tiếng và bà từ chức, thưa quý vị, thì khối này vẫn khăng khăng là sẽ không có chuyện xem xét sửa đổi lại bản thỏa thuận đã ký với bà Theresa May. Và theo lời của phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, họ đã lên tiếng là thỏa thuận mà rút khỏi sẽ không mở ra và cũng không cần bàn lại nữa, không thể nào đàm phán lại nữa. Thành thử cái điều mà luật sư viên vừa mới phân tích, vừa mới đưa ra, thật sự là liệu có một người lãnh đạo mới, một ứng cử viên mới, dù là có thắng đi nữa, thì cái nhân vật này sẽ có một cái cơ hội để đạt được thỏa thuận Brexit tại Hạ viện hơn bà May hay không? Cái câu trả lời người ta cũng chưa có thể nào mà đưa ra được, thưa quý vị. Vì hiện nay đang nói đến là ngay cả người lãnh đạo mới của nước Anh cũng sẽ chắc chắn bị khối EU phản đối nếu như nhân vật này muốn mở lại thỏa thuận rút ra khỏi của nước Anh, trong đó có cả việc đàm phán lại về một cái giải pháp mà gọi là như thế nào để mà ngăn chặn không để xảy ra một đường biên giới cứng trên đảo Ireland. Thì biện pháp cuối cùng này cũng đã bị đa số những nghị sĩ bảo thủ theo phái hoài nghi của châu Âu cũng phản đối, vì lo ngại sẽ khiến cho nước Anh bị kẹt trong một cái bẫy liên minh thuế quan với lại khối EU. Sự việc đó đã khép lại cái bản tin về nước Anh trong ngày hôm nay. Nhưng mà vì luật sư Duyên, ông có nhắc đến cái vấn đề đánh thuế của Tổng thống Donald Trump với cái cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước, giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì Lê Ngọc có theo dõi thì ở trên CNN người ta lại cho rằng là hiện nay qua cái cuộc chiến thương mại này không phải chỉ riêng cho Mỹ và Trung Quốc, và có lẽ là Tổng thống Donald Trump, ông đã đánh thuế cả thế giới. Ông đang nhắm đến những nước nào cho những cái cuộc chiến tranh thương mại của chính Tổng thống Donald Trump. Một điều rõ ràng thì chúng ta thấy nổi bật nhất đó chính là Trung Quốc. Nhưng bên cạnh đó thì những cái tin tức mà anh em của chúng tôi đưa ra thì quý vị cũng thấy là Tổng thống Donald Trump cũng làm khó Mexico, Canada, Liên minh châu Âu và ngay cả Ấn Độ. Còn Nhật Bản là một cái nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới thì hiện nay vẫn chưa có một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Thì điều này luật sư Duyên nghĩ thật sự khi mà Tổng thống Donald Trump ông đánh thuế cả thế giới, điều này luật sư Duyên nói là những cái lợi chưa chắc là đến nước Mỹ, mà qua một cái bản tường trình vừa mới đưa ra cuối tuần thì lại là những cái nước khác. Trước khi mà mình bước qua cái cuộc gặp của Tổng thống Donald Trump với lại thủ tướng của nước Nhật và Nhật Hoàng của nước Nhật, thưa luật sư Duyên, tất cả những cái cuộc tăng thuế đó, rồi ra ai là cái người mà trả cái thuế gia tăng đó? Anh em chúng tôi chia sẻ với quý thính giả nhiều lần trong nhiều chương trình khác nhau mà càng ngày nó càng rõ. Thứ nhất là khi mà mình chia sẻ với nhau đó, ngoài những cái khái niệm về kinh tế mà mình research ra, nó có một cái khái niệm mà tôi cứ lặp đi lặp lại hoài thôi, là common sense. Mình dùng cái suy luận thông thường, cái thông minh thông thường đó, mình cũng biết rồi là bây giờ đập thuế, ví dụ cái món hàng của Trung Quốc người ta làm ra là giá 3-5 đồng chẳng hạn, mà mình không có cái mình đập thuế đó thì dĩ nhiên cái giá nó lên là 7 đồng. Thì cái người đầu tiên mà phải chịu cái giá 7 đồng đó đó là những cái công ty Mỹ họ nhập cảng, họ mua cái món đó, bây giờ họ không có mua 5 đồng nữa mà họ phải mua 7 đồng, là tại vì đương nhiên là Trung Quốc họ lên giá. Thì họ mua 7 đồng, thì họ bán lại mình. Hồi xưa đó, thì họ bán cái món đó là 6 đồng, bây giờ họ phải bán 8 đồng, 10 đồng. Và cái đó nó thấy rõ ràng trong cái cuộc sống hàng ngày, nội trong cái cộng đồng Việt Nam của mình đó, là bây giờ mình đang chứng kiến là từng cái order mình đi ra, mình order một tô hủ tiếu, một tô phở thôi là mình thấy liền tức khắc thôi à.
Và như vậy mà nó đi, nó tràn đi trong bao nhiêu cái lĩnh vực khác. Mình tăng thuế thép thì tất cả những cái hàng hóa mà cần nhôm với cần thép, mà ngay cả sản xuất tại Hoa Kỳ đi nữa đó, mà lại xài cái nhôm với cái thép của Trung Quốc đó, thì bắt buộc cái hàng hóa đó cũng nó phải tăng, cái món giá thành cũng phải gia tăng. Nông dân vì cái vấn đề thuế mà Trung Quốc họ nói họ không có nhập cảng hàng của Mỹ nữa, thì nông dân cũng bị mệt mỏi. Rồi bây giờ nông dân mệt mỏi thì làm sao lấy 16 tỷ ở trong ngân khố ra để mà gọi là cứu trợ cho mấy người nông dân? Thì 16 tỷ đó là đâu? Tổng thống nói là 16 tỷ đó là tại vì ngân khố của mình mới cũng vừa được vào mấy chục tỷ đó, bây giờ mình chia ra 16 tỷ đó, đâu có sao đâu. Thì hỏi là vậy thì mấy chục tỷ mà đi vô ngân khố là từ đâu? Là từ chúng ta, từ quý thính giả, từ Lệ Ngọc, từ tôi, mình đi xài hàng. Cứ một mình đi ra mình mua hàng là mình đóng thuế thì nó tăng lên thôi à. Thành ra cái mình phải hiểu là cái trật tự kinh tế ngày hôm nay đó là mà nó hình thành chỉ vì khi mà thế giới phát triển một cách hỗn loạn của cái thời năm 1914-18 với lại 39-45 đó, vì cái sự phát triển bừa bãi hỗn loạn, thế giới không có một cái trật tự đó, chúng ta xảy ra cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914, chấm dứt năm 1918, một cái cuộc thế chiến đẫm máu. Rồi năm 1918 vừa chấm dứt cái thế chiến thứ nhất xong đó, là 1939 lại xảy ra một cái cuộc thế chiến thứ hai. Quý tín giả thấy không? 20 năm mình đi qua Mỹ đó, năm 1975, bây giờ năm 2019 là 40 mấy năm rồi. Mà quý tín giả cứ tưởng tượng là trong cái thời gian mình ở Mỹ đó, hai cuộc thế chiến nó dẫn tới xài cả vũ khí nguyên tử nữa, thì mình hiểu rằng là một cái thế giới mà mạnh nước nào cứ phát triển, cứ cá lớn mà hiếp cá bé mà không có một cái trật tự đó thì nó dẫn tới hỗn loạn. Mà chính vì cái hỗn loạn đó mà sau cái thế chiến thứ hai mình mới, nước Mỹ lúc đó là superpower giàu lắm rồi, thì nước Mỹ đã đứng ra và nói một cái câu từ cái bài diễn văn của ông Roosevelt, tổng thống lúc đó đó. Ông nói bây giờ chúng ta học từ cái nỗi thống khổ của chiến tranh. We learn from the agony of the war. Là great power, sức càng có sức mạnh chừng nào, phải càng có cái responsibility chừng đó và phải có trách nhiệm chừng đó. Và từ những cái tuyên bố như vậy, từ cái chương trình Marshall ở bên Âu Châu, từ chương trình của MacArthur bên Nhật đó, chúng ta mới hình thành những cái trật tự kinh tế. Rồi vậy đó, mà từ 1975 mà mãi tới mấy chục năm sau mới có cái quỹ tiền tệ quốc tế, mới có cái tổ chức thương mại thế giới vân vân. Mình hiểu như thế là có nghĩa là cái địa cầu này đó, mà cái nhân loại càng phát triển thì cái sự liên lập đó, nó gọi là interdependent đó, nó càng gọi là nó càng rõ nét hơn. Chứ đừng có cái chữ independent không có cái gì sai đó, độc lập không có cái gì sai đó, nhưng mà mình độc lập mà mình cô lập, mình isolate đó, nó không thể nào mà nó có một cái trật tự như là cái trật tự mà 70 năm qua chúng ta hưởng đó. Chính vì cái phong trào mà các nước, mỗi một nước bây giờ họ chống lại chuyện họ vì cái chủ nghĩa quốc gia cực đoan của họ đó, mà lần lần chúng ta thấy rằng là cái trật tự 70 năm của thế giới đó, nó bắt đầu nó rạn nứt mà. Cho nên mình không biết là trong vòng 10 năm tới nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu mà lại có tan vỡ rồi lại tại dẫn tới chiến tranh đó, thì thôi cũng đành học lại cái bài học trong cái lúc mà mình đọc Tam Quốc đó. Cái câu đầu tiên trong cái chuyện Tam Quốc đó là cái thế thiên hạ đó, nó hợp rồi nó tan, rồi nó tan rồi nó hợp mà. Cho nên 70 năm qua chúng ta đã chứng kiến cái thế hợp của cái thế giới. Không chừng nhân loại này đó, cái định mệnh của nó tự nhiên mà đã tới một cái lúc mà nó phải tan, rồi nó nổ vài trái bom nguyên tử thì nó chết hết 1/2, 1/3 gì, thì đó cũng là cái thế của nhân loại, mình không biết. Nhưng mà nếu mà cái nhân loại này, cái xã hội, cái kỹ thuật, cái khoa học, cái hiểu biết về kinh tế phát triển
mà cái tâm của mình không phát triển đó, thì cái chu kỳ gọi là thăng hoa rồi hủy diệt, rồi lại thăng hoa rồi lại hủy diệt, cái chu kỳ nó sẽ tiếp tục thôi. Trở lại với Lê Ngọc.